Xin chào các bạn nha. Ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà bật nút quay màn hình ở trên điện thoại iPhone, cũng như là cách để mà quay màn hình ở trên điện thoại iPhone. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải vào phần cài đặt của máy. Tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống, chọn đến mục trung tâm điều khiển, các bạn nhấp vào. Rồi thì ở đây các bạn sẽ kéo xuống này. Các bạn để ý ở cái phần dấu cộng nha. Đó chính là cái phần ghi màn hình. Đây, các bạn bấm vào dấu cộng, ghi màn hình, bấm vào dấu cộng. Đó, thì bây giờ cái phần ghi màn hình này nó sẽ được lên bên trên này. Đó. Rồi, vậy là chúng ta đã bật thành công nút quay màn hình rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ thoát ra ngoài. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ kéo cái trung tâm điều khiển xuống nhé. Đó, các bạn kéo xuống. Rồi, thì các bạn có thể thấy là cái nút quay màn hình ở đây, các bạn sẽ nhấp và giữ vào nó. Rồi, ở cái phần ảnh này này, thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ bắt đầu quay nhé. Nếu như mà các bạn muốn quay có tiếng thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần micro ở đây. Đó, nếu mà muốn quay có tiếng thì nhấp vào micro cho nó thành màu đỏ nha, thì sẽ có tiếng. Mà các bạn tắt nó đi, màu xám như thế này là không có tiếng này. Các bạn bấm màu đỏ lên là có tiếng. Rồi các bạn bấm vào bắt đầu quay. Rồi, đó. Thì đây các bạn có thể thấy là đã quay 1 giây, 2 giây, 3 giây. Rồi, thì bây giờ các bạn có thể là quay màn hình ở trên điện thoại của các bạn. Thì khi quay thì nó sẽ có cái phần màu đỏ ở đây nhé. Ở bên trái màn hình này nó báo hiệu là các bạn đang quay. Rồi thì các bạn có thể là chơi game và các bạn quay màn hình, hoặc là các bạn cài đặt cái gì đó trên máy rồi các bạn quay màn hình lại. Rồi khi mà các bạn muốn tắt thì các bạn kéo cái phần điều khiển này xuống này, các bạn bấm vào nó thì ngay lập tức là nó sẽ tắt nhá. Đó. Rồi thì cái phần quay màn hình này nó sẽ ở trong mục ảnh này, các bạn bấm vào nó. Thì đây các bạn có thể thấy là đã quay 1 giây, 2 giây, 3 giây. Rồi thì bây giờ các bạn có thể là quay màn hình ở trên điện thoại của. Rồi. Thì cái video này mình vừa mới quay và mình vừa mới nói vừa nãy đó. Đó, trong video này mình hướng dẫn các bạn cách để mà bật nút quay màn hình. Cái này thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng có số ít các bạn chưa biết. Rồi các bạn thích video này của mình nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.